Hai ngày qua, tại cổng ký túc xá khu A Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm người đã đến và cố gắng chờ đợi hàng giờ để tiếp tế cho người thân bị cách ly. Tuy nhiên, nhiều người lại tìm mọi cách đưa qua hàng rào để tuồn đồ tiếp tế vào cho người thân. Tại khu vực cổng sau tòa nhà AG4 ký túc xá Đại học Quốc gia, trong sáng nay đã xuất hiện tình trạng tuồn trực tiếp nhu yếu phẩm vào tận tay cho người được cách ly. Các vật dụng được chuyển vào được đóng trong các hộp các tông, chứa trong túi rồi thậm chí cả trong những chiếc xô nhựa. Có người thậm chí còn ghé sát mặt người thân để hỏi thăm nhau. Việc phụ huynh lo lắng sợ người thân thiếu thốn khi đi cách ly là tâm lý bình thường. Tuy nhiên, việc tập trung tuồn đồ tiếp tế và không giữ khoảng cách với nhau trên 2 mét sẽ làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm và khi ấy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.